đang ngồi trước màn hình máy tính, nhìn cái menu game và tận hưởng bài nhạc nền, gần như là đắm chìm với nó mất một lúc. Bởi vì nó thật sự rất là đẹp, rất thần tiên và lộng lẫy. Và hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Dark Sage đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game được đánh giá là một trong những game indie hay nhất của năm 2015, Ori and the Blind Forest, tiếng tiếng Việt có nghĩa là Ori và khu rừng mù. Hiện tại mà bản nhạc các bạn đang thưởng thức đây là một trong bản nhạc nền hay nhất trong game. Bản nhạc này nó không phải là nhạc menu đâu, mà chẳng qua là mình cảm thấy nó hay quá nên chèn vào video để các bạn có thể cùng nghe với mình và tự cảm nhận thôi. Thì câu chuyện là hôm kia mình có đang ngồi nghe list nhạc của cái game Hollow Knight, mà cái game đấy mình đang chơi và update YouTube hiện tại đây. Thì tự nhiên mình thấy cái trailer của Ori từ cách đây 4 năm trước, mình click vào xem. Xem xong thì mình chỉ muốn nói là game của anh đẹp thôi rồi, và phần âm nhạc thì quá ấn tượng, còn tuyệt vời. Lúc đó thì mình thực sự chỉ muốn ngay lập tức để tạm biệt với cái thế giới này và nhảy lúc vào trong game sống. Ok, nghe thật là bullshit đó. Mình thì bởi vì mình có lòng người mê âm nhạc mà, thể loại gì mình cũng thích, chỉ trừ tuồng trèo cải lương các thứ thì mình thôi mình chỉ nói. Bởi vì do phần âm nhạc của game này nó quá hay nên là mình ngay lập tức search tìm album nhạc của game, nghe hết toàn bộ. Và nguyên ngày hôm đó trong đầu mình chỉ toàn văng vẳng giai điệu hình ảnh của game thôi. Phải nói là thật sự Moon Studio và nhà soạn nhạc Barrett Coker của game này đã tạo nên một tuyệt tác. Tiếng Ori and the Blind Forest đạt giải game hay nhất và đề cử âm nhạc xuất sắc nhất, không có gì ở lại. Và các bạn có thể thấy ở trên Steam điểm số game đạt đến 10/10, rất là cao. Thật sự thì mình có một chút cảm giác hơi buồn vì bây giờ đã sắp hết năm 2018 và chuẩn bị sang 2019 rồi mà mình mới chơi cái game này. Mình cũng không tính làm video gameplay đâu, mà chỉ chơi bình thường thôi, nhưng mà do cũng có nhiều người làm muộn quá rồi. Nhưng mà bởi vì sang 2019 thì phần tiếp theo của game có tên là Ori and the Will of the Wisps, dịch tiếng Việt có nghĩa là Ori, di nguyện của tinh linh, sẽ được ra mắt. Nên mình quyết định sẽ chơi vừa chơi vừa làm video, coi như là chờ đợi cho phần 2 của game. Ok, nói tạm dóc thế đủ rồi, giờ mình sẽ vào setting chỉnh lại một số thứ. Đây là nhạc mới đủ, là mình tắt đi để mình chèn cái nhạc kia vào, bây giờ mình bật lên này. Đó. Ok. Không quên xem chưa bật toàn màn hình gì. Và ngôn ngữ là tiếng Việt, bởi vì đây là mình đã cài bản patch tiếng hóa rồi đấy. Điều khiển các bạn có thể chọn 3 cái bộ điều khiển bàn phím chuột. Bộ điều khiển là controller đấy. Bàn phím và bàn phím chuột, nhưng mình không thích cái bàn phím chuột cho lắm, nên mình chỉ dùng bàn phím thôi và mình... Ok. Và mình sẽ bắt đầu luôn, tạo một cái sân mới ở đây. Bởi vì mình sẽ chọn độ khó vừa thôi, bởi vì chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề tìm hiểu cốt truyện và phong cảnh nghe nhạc của game, chứ mình không thực sự thích việc đi nhanh game quá, đi game quá nhanh, nó không được hay, không thể nào quy được game ấy. Ok, trời đêm ta lạc Ori giữa trận đại phòng phòng. Các bạn có thể nghe âm nhạc nó rất là tuyệt. Wow. Đẹp tuyệt các bạn ạ. Và âm nhạc của nó cũng rất là hay. Mình nghe xong mình cứ có một... Nó trầm lắng mà hơi buồn buồn. Ồ, đây là ai đây? Ok, chúng ta có thể điều khiển nhân vật tổ nhạc. Đi nào, let's go. Một ngày mưa gió và bão bùng. Ok, đây rồi. Đây có lẽ là Ori chăng? Khi Naru là ánh sáng của ta, đúng rồi. Cái cây thần. Còn Naru là bà béo này đây. Ok, fine.
Wow, một ngày tươi sáng. Đi đứa con của chính mình. Wow, tranh vẽ kìa, hay không kìa. Tỉnh rồi. Wow. Nhìn Ori trông giống con Pokemon đấy nhỉ. Ok, let's go. Đẹp vai. Yeah, hello. Đánh dấu ích à? Đây có thể là cái cây đã nhặt xong quả rồi phải. Lên đây. Dạ. Yeah. Wow, âm thanh tuyệt quá đi à. Wow, ở đây có rất nhiều quả trên cây này. Ô, có chuyện gì xảy ra bên kia kìa. À, let's go back here. Có đêm định mệnh đó. Oh shit. Cảm khi ta thắp sáng rực bầu trời, sao mình cảm thấy có cái gì đó không hay tiếp theo nhỉ? À, ta gọi Ori. Ồ, cái cây thần nó có vấn đề gì này? Naru ngay lập tức ôm lấy Ori và chạy trốn. Sao khuôn mặt có vẻ trông buồn như vậy? Sao mình có cảm tưởng như mọi thứ đang trở nên khô héo dần vậy? Oh shit. Không hay rồi, không hay rồi, không hay rồi. Oh no. Hy vọng vẫn chẳng thấy đâu. Wow, hy vọng cái gì vậy? Oh my god. Đây là có lẽ là trái ngọt cuối cùng trong tổ của hai mẹ con Ori. Oh my god, nhìn này. Đúng rồi, mọi thứ đã trở nên khô héo này. Oh my shit. Không biết là cánh rừng đã xảy ra chuyện gì nữa. Oh no. À, đau lắm đây à. Sức mà lão hóa ba tàn lụi. Oh my god. Khi khu rừng mất đi thị giác. Oh, vậy là Naru đã nhường lại quả cuối cùng cho Ori và không ăn sao? Wow. Tính mẫu tử thật đẹp. Phải. Come on, cố lên Ori. Cố lên, cố lên, cố lên. Oh. Đây rồi, chúng ta có quả rồi. Hy vọng lần nữa lại đến. Let's go, let's go, let's go. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Flashback. Gợi nhớ lại. Oh my god, chết thôi. Thường thường những cái gì có gặp flashback là sẽ không có cái tu tốt đẹp đâu à. No. Tại sao? Mình vừa mới vào game thôi mà. Why? Shit. Wow. Rất đẹp nha.
Rồi, đây rồi, đây rồi. Cố lên Naru, cố lên Naru. Bà sẽ sống thôi mà, Naru, cố lên, please. Đừng chết mà. Oh no. Vừa mới bắt đầu game bằng câu chuyện một quên lần nữa. Oh shit. Tại sao lại bắt đầu một câu chuyện buồn như vậy nhỉ? Không còn lý do ở lại. Như các bạn có thể thấy thì hình ảnh của game này, câu chuyện của game và phần âm nhạc nó có một chút gì đấy gợi nhớ đến các phim hoạt hình của Ghibli Studio. Nó cũng có một màu kiểu tương tự như thế này. Nó buồn, trầm lắng và để lại rất nhiều cảm xúc cho người xem. Vâng. Và cũng vì điều đó mà Ghibli Studio là một trong những xưởng làm phim hoạt hình thành công nhất của Nhật Bản như trên toàn thế giới. Oh shit. Cố lên Ori, cố lên. Cái sức mạnh của đứa bé bị cạn kiệt. Oh my god, cái bắt cái khởi đầu thật là Oh no. Why? Ánh sáng của ta hồi sinh Ori. Như vậy là Ori sẽ được hồi sinh bởi cái cây thần à? Oh shit. Vậy là chết đi sống lại đấy. Cũng may mắn. Thế nhưng mà Naru không sống lại. Oh no. Thực sự là buồn nha. Ok. Rồi mình sẽ đi đâu? Oh shit. Không được, không được, không được. Đâm vào đấy là mất máu. Mình đoán là sẽ như này vậy. Trầm địa. Ok. Không được, không được, không nhảy ra đi được. Bên kia bị chặn đường mất rồi. Tao phải đi xuống thế này vậy. Ok. Bên này cũng bị chặn rồi, chúng ta phải đi tiếp. Oh shit. Úi, cẩn thận. Dưới nước, chắc mình đoán là dưới nước mất máu đấy. Đây là cái gì? Mảnh sinh mệnh cũng được chúng để hồi máu. Ok then. Túi năng lượng. Dùng năng lượng này. Đã lưu game. cái gì ấy? May quá. Linh quang. Linh quang tiếng Anh là gì nhỉ? Spirit Light à? Mình đoán thế.
Mảnh năng lượng khôi phục năng lượng cho Ori. Ok. Ok, map, hệ thống map của game này cũng tương đối là giống với Hollow Knight đấy nhở. Không biết độ khó khó hơn không? Dưới này có gì này? Thực ra bản tiếng Việt này mình nghĩ là sâu trong khu rừng tìm hướng từng thất lạc. À, cái gì đấy? Sức mạnh đang trở lại với ta. Ta là Sen, ánh sáng đôi mắt của lính thủ. Ok. Bảo ta là ai nhỉ? Có lẽ là một phần phản diện trong game chăng? Đoán thế. Chúng. Oh. À. À, hóa ra là bọn nó quái vật à? Chúng ta ra đoạn kia để lưu kỹ năng cái. Oh. Mình sáng đã trở về với ta như lãnh thụ từng nói. Trầm địa. À, như vậy là nhiệm vụ chúng ta sẽ phải đến cái cây bọng cây. À, fuck. Ok, let's go. Trên này đúng không? Mình đoán là mình sẽ đi ra đây đấy. Ok. Xem chúng ta có kỹ năng gì ở đây nào. Trùng nhiên cho phép ta sử dụng kết nối linh hồn và làm ra đối chiếu. Cái này hay này, mình sẽ đỡ mất công ăn đồ hơn. Ok. Oh shit. Come on. Ok, Ori. Ôi. Bắn chúng mình mới cay chứ. À, fuck. Ok, chúng ta có mình xếp năng lượng rồi đấy. Cái gì đây? Ow. Ồ, cái gì ở đây đây? Linh tỉnh. Công trình cổ rồi, chuyển khắp đi bèo. À, hiểu rồi. Chỗ này để lưu game. Chỗ này chúng ta chưa đi được. Ok. Cái đợt mấy con này nó khá là trâu. À, nó bắn không phải trâu mà là bắn nó khá là khó chịu. Rồi, cẩn thận. À, không đi sang bên này rồi. Vậy là chúng ta có thêm gì đây? Dự ship để túm di chuyển. À, ok. Tìm được thực thi thạch rồi để mở linh môn. Linh môn là cái mình không biết, nhưng mà có thể nó là cái cửa để mở đường gì đấy chăng. Dưới này có đồ không? Từ từ đã, chúng ta phải để thêm này đã. Oh yeah. Vậy là chúng ta đã có hai mảnh rồi. Rất tốt. Dưới này có một đường nữa này. Mà thôi, mình sẽ đi nhảy xuống dưới đi. Đây là cái gì nhỉ? À, hồi máu. Ok. Linh môn.
Alright. Nhấn C để mở cửa. Hóa ra hai mảnh đó là dùng để mở cửa này các bạn ạ. Ok. Hợp lý. Đi nào. Just go. Ô, cẩn thận. Bắn chúng có đau lắm đấy. Ok. Chúng ta có hai đường. Con này là con đấy cả, sao nó nhảy tưng bừng thế? Từ từ sang bên này xem còn gì khác không. À, đây là một mảnh energy. Đó, chuẩn xác. Ở đây chặn đường mất rồi, chúng ta không đi được. Vai. Ê, bỏ cái kỹ năng. Đánh dấu bản đồ. Khói hỏa. Mình sẽ tập trung vào hai cái nhánh này trên trước rồi đi. Tại vì mình thấy có cả phi thân các thứ này. Cái này về sau sẽ rất cần thiết để có thể đi qua các cái địa điểm nó khó đi. Ok. Chúng ta đi sang bên trái. Ok, rất tốt. Tìm được túi sinh mệnh. Ok. Trên kia có đường đấy mà chúng ta chưa đi được. Mình sẽ đi xuống dưới này vậy. À, bọn này mình đi cho ta. Bên kia có... ở dưới này có đường nó này. Nhưng mà để dưới nước thì phải. Chúng ta chưa... Chúng ta đi xuống dưới nước là chúng ta chết. Gì đây? Bọng cây, hắc căn động, linh động. À. À, ngoài không phải. Đây về quay về chỗ cũ rồi. Ờ, quay lại chỗ cũ là gặp mấy con này nó đẻ tiếp đây. À, damn. Linh động. Có thể dịch tiếng Anh là Spirit Cave chăng? Linh là linh hồn. Bên này có cái hồi máu đúng không nhỉ? Xem nào. Chúng ta chưa có cửa, chưa thể đi tiếp được. Ok. Woo! À, mất mạng hầm đi. Cái nồi linh hồn đã sẵn sàng. Không được đâu. Oreo nhảy nhìn hay đấy. Ở đây là gì đây? Đây là địa đồ thạch, một trong những cổ vật vẽ lại khu rừng Nibel khi nó sinh trưởng. Thiếu một mảnh, thì mảnh thạch đâu có thể sửa lại nó. Ok. À, đây có một cái mảnh cửa linh môn này. Dạ, bên kia có cái gì kìa to thế. Sao mình chưa đi được rồi. Nó là dưới nước ạ. À? Oh. Vậy là mình đoán là ít nữa chúng ta sẽ phải tìm cách đi xuống dưới nước. Sang đây lấy được đồ. Còn đi nước như nào thì chắc phải có skin, mình đoán thế. Cẩn thận nha. Rồi, nuột, hợp lý. Gặp con quái lắp bắn con đấy thì chúng ta sẽ lên level nhanh hơn. À, không phải lên level mà là thu thập được cái skin nhiều hơn. Đấy, cộng 3, ôi trời ơi. Oh, damn it. Ấy, mình nhảy, không nên nhảy ở trên này rồi. Không sao, có một cách. Đấy là chúng ta tự sát. Quay lại cái điểm save. Rồi, ok. Đấy, mình sẽ quay lại điểm save, hợp lý luôn. Đấy rồi, chúng ta cẩn thận nha. Ok. Ê, nhảy sang, hợp lý luôn. Chết đi. Ồ, đây có cái gì này?
chết đi. Khốn khiếp. Chúng ta không vào đây được nhở? Cơ gian. Ở đây có mảnh linh hồn này. À. Rồi, ok. Như vậy là chúng ta sẽ chưa thể đi ra đây được. God damn it. Ở trên kia có một mảnh đá chưa lấy được. Ok, tôi gọi xuống đây. Úi, cẩn thận. Ok, rất tốt. Mình đang ở đâu rồi ta? Trầm địa đã đi được 4%. Có vẻ là còn rất nhiều chỗ chưa đi đấy. Mà chúng ta chưa đủ skin cho nên là chưa thể quay lại ra kịp đấy được. Oh no. Ok, how? Bây giờ thì lên làm sao? À ha ha ha. Được rồi, không sao cả. Đằng nào đấy chỉ là cái máu ăn máu thôi. Ở đây cũng có này. Trên kia có mảnh đá kia, làm sao mình lấy ta? Có những người đã chuyển sang hy vọng. Có lẽ đây là một... nhìn hình dáng nó rất giống Ori. Rất giống Ori. Có lẽ là một linh hồn khác của cây thần trắng. Đúng rồi, giống hệt luôn. Khi ả hủy diệt và tàn sát. Oh shit. Đúng rồi, ả là ai đó? Ả là nhân vật phản diện. Không biết ả là ai nhỉ? Ánh sáng linh thụ sống trong... À! Khi ngài ra lệnh tìm cậu cho năm trước, chúng tôi bị tấn công. Nhưng tàn sát tạm thương. Oh shit. Linh hồn bên trong, tiên tổ cổ thụ bị sát hại chắc là do nhân vật phản diện kia. Để xem mình nhớ nó là ai nhở. Đã học nhảy tường. Đây là skin bám tường mà. Mình xem đúng không? Ôi chính xác, đúng là skin bám tường. Yeah. À đúng rồi, trong trailer mình nhớ có một con cú rất là to. To lắm ý. Đấy, mình đoán khả năng nó chính là nhân vật phần diện chính của game này. Chuẩn rồi. Chính là con cú đấy, nó tàn sát tất cả những người, những sinh linh ở trong cái thế giới thần tiên này. Ok, như vậy là hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Như các bạn đã thấy thì đây là một cái âm nhạc rất tuyệt vời và hình ảnh rất là đẹp như mình đã nói ban đầu đó. Và mình có hơi bất ngờ vì cái bắt đầu của nó một chút hơi buồn, nhưng phải nói rất là để lại cảm xúc cho mình rất là sâu đấy. Lúc đó mình đã thực sự là rơm rớm nước mắt bởi vì câu chuyện của nó rất đẹp và để lại cho người ta một cái xúc cảm rất là sâu lắng, tuyệt vời và có thể nhớ mãi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi play này của mình. Nếu như các bạn cảm thấy nó hay thì hãy để lại cho mình like và comment bên dưới, subscribe channel của mình và share video của mình nhé. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và bây giờ mình xin tạm biệt các bạn. Bye bye.